ngang nhiên san ủi đất của người dân rồi xây dựng dự án. Khi phát hiện chủ đất cùng gia đình mang đơn đi cầu cứu khiếu nại nhiều nơi nhưng không được giải quyết thỏa đáng, bị nhiều người lạ mặt xăm trổ quấy rối suốt thời gian dài, báo chí từ trung ương đến địa phương phản ánh nhiều lần về sự việc này nhưng mọi khiếu nại đều được xử lý chậm rãi, mất thời gian. Nói về những bất cập, ông Thơ cho biết: năm 2003 tôi có chuyển nhượng miếng đất tổng diện tích là 63.000 m², gồm có hai cái sổ đỏ và một mảnh là 5.200 m² là đủ điều kiện lên sổ đỏ rồi. Thế nhưng do vào cái dự án này nên là huyện Phú Quốc chưa cấp. Thế đến năm 2012 thì gia đình tôi phát hiện được là công ty 99 núi đã ngang nhiên vào san lấp và xây dựng. Khi phát hiện được ấy thì chúng tôi đã làm đơn khiếu nại rồi là kêu cứu cấp địa phương. Đến năm 2014, ông nhận được các quyết định về việc thu hồi đất được ký ban hành từ năm 2011. Trong quyết định đó, thể hiện nội dung thu hồi đất của gia đình ông Thơ để giao cho một công ty bất động sản để phục vụ thương mại. 2014 tôi mới khởi kiện ra huyện Phú Quốc. Thì khởi kiện đến 2016 thì tòa án của huyện Phú Quốc đã phán quyết là bác hết các quyết định thu hồi đất của gia đình tôi, là tổng thể là 63.000 m². Thì trong cái 63.000 m² này thì là công ty 99 núi đang triển khai và xây dựng hoàn chỉnh là khoảng 7.001 m². Nhưng mà cái điều đang nói là khi tòa đã bác các quyết định thu hồi đất của tôi thì công ty 99 núi vẫn hoàn thiện xây dựng tiếp để hoàn thiện cái 7.001 này. Thì trong cái 7.001 này thì nó có 1.008 m là nằm trong hai cái sổ đỏ. Hiện nay là hai cái sổ đỏ thì anh Đỗ Anh Quân một cái là khoảng 30.000 m² và tôi một cái là 27.000 m². Biết đây là dự án thuộc chủ trương của tỉnh, ông Thơ thiện chí sẵn sàng đồng ý bàn giao đất để thực hiện dự án và nhận đền bù với giá hợp lý và rẻ hơn rất nhiều với giá thị trường. Nhưng trái lại, ông không được đáp ứng nguyện vọng. Cụ thể, ông Thơ đã không được quyền trao đổi, thương thảo với chủ đầu tư. Giá đền bù được áp cứng theo đúng quy định của nhà nước, vốn thấp hơn rất nhiều giá trị thực tế. Dù hiện trạng hiện tại, phần đất nhà ông vẫn tiếp tục ngang nhiên bị công ty cổ phần thương mại 99 núi lấn chiếm và xây dựng trồng lấn lên đất của ông. Thế đến từ 2016 đến bây giờ là tôi liên tục có các cái đơn tố cáo, có kêu cứu, có đến tổng bí thư, đến thủ tướng, đến chủ tịch quốc hội để giải quyết cái sự vụ nhà tôi. Thì tôi xác định là cái việc này, đất này giao cho công ty thương mại cổ phần 99 núi là làm kinh tế, kinh doanh. Thì các ông chí xem trên mạng biết rồi, công ty 99 núi đã quảng cáo rồi mời chào là phân lô bán nền. Thì trong hồ sơ này các ông chí biết là tôi cũng có cả các cái hợp đồng góp vốn, ngoài đề là góp vốn thôi, nhưng mà trong nội dung là cơ bản là mua án. Nên tôi xác định là đất nhà tôi không phải là diện thu hồi để phục vụ an ninh quốc phòng và công cộng. Vì có những khi mà người dân xuống đi tắm là công ty 99 núi còn thu vé xuống tắm. 10 năm qua, gia đình ông Thơ cầu cứu khắp nơi với mong muốn tìm lại sự công bằng cho mình, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Hiện tại, một phần lớn đất của gia đình ông Thơ đã bị cưỡng chế mà theo ông là bất hợp pháp. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, trước những căn cứ xác đáng của ông Thơ, Tòa án Nhân dân huyện Phú Quốc đã tuyên hủy các quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với ông Thơ. Nội dung bản án thể hiện, trong các cuộc làm việc, đại diện chính quyền Phú Quốc thừa nhận các quyết định thu hồi đất sai về đối tượng. Phía công ty 99 núi cũng thừa nhận đã xây dựng, san lấp trồng lấn lên đất của cha con ông Thơ một phần. Thì đến năm 2018 ấy, thì đồng chí Đinh Khoa Toàn, chủ tịch huyện Phú Quốc lúc đó, thì có
mở một cái cuộc họp rất đông đủ ban ngành của huyện, kết luận rất rõ là giao cho các sở ban ngành của tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc là khảo sát giá thị trường bình thường để mà bồi thường cho tôi. Thì tôi cũng thấy là thôi thì cũng được và cũng đã ký biên bản rất rõ ràng. Vậy nhưng đến tháng 5 năm 2018, 2 năm sau ngày bị tuyên thua kiện, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và công ty 99 núi không những không thực thi phán quyết của tòa án là phải tháo dỡ những công trình lấn chiếm, mà một lần nữa ra văn bản thu hồi đất của ông Thơ. Lần này cha con ông Thơ cũng không được thương lượng. Kiên quyết và ra liên tục những cái quyết định thu hồi tôi cái đất này, cái 5.002 này và tất cả luôn. Thứ nhất thì bản án có hiệu lực thì là doanh nghiệp là phải biết cái đó và địa phương phải thông báo doanh nghiệp là phải ngừng xây dựng cái đất của tôi. Cái sai phạm thứ nhất của ông Thị Trinh Núi. Sai phạm thứ hai, đã không chấp hành rồi nhưng vẫn liên tục hoàn thiện các công trình chúng đang xây. Cái thứ ba là suốt từ 2012 đến 2019 là thường xuyên gây áp lực cho tôi là đưa xã hội đen vào đập phá hàng rào khi mà tòa đã xử rồi thì tôi rào lại cái đất diện tích của tôi. Thế rồi đào hầm khoảng 200 mét vuông ở dưới lòng đất của tôi. Một sự kiện được cho là có dấu hiệu trù dập ông Thơ khiến ông làm đơn tố cáo đến các cơ quan trung ương trong vụ tranh chấp trên, đó chính là việc ông Lê Quang Minh, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Quốc, Kiên Giang bị cho là đến chỉ đạo vụ cưỡng chế tại phần đất của ông Thơ cùng hàng chục người trong trạng thái mặc quần cộc, đi dép tông, sặc hơi men. Sau khi khiếu nại về cán bộ này, chúng tôi được biết ông Lê Quang Minh hiện đã được luân chuyển về làm bí thư xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Đây cũng là nơi xảy ra vụ tranh chấp giữa gia đình ông Thơ và công ty cổ phần thương mại 99 núi và ra hàng loạt văn bản mang tính chất bất lợi cho ông Thơ cùng gia đình. Thì tôi để tài sản và tôi rào lại khỏi tệ nạn xã hội này thì tôi mới đổ hai cái bê tông. Mà hai cái mốc bê tông này là tôi xây dựng trong đất, trong hai cái sổ đỏ đó. Ông huyện ông tổ chức ngày chủ nhật, thế là khoảng 40 người đủ ban bệ ra phá. Thì anh em báo lên là có một anh mặc quần đùi say rượu đép lê vào chỉ đạo là phá hết. Thì lúc tôi ra là cái anh say rượu này cứ cố tình là bỏ chạy, định là sang công ty 99 núi, nhưng tôi cho anh em là giữ lại để lập biên bản tại hiện trường. Ảnh hưởng rất lớn với tôi chứ. Vì cái thứ nhất là về cái áp lực, về cái sức khỏe toàn gia đình tôi. Thứ hai, quyền lợi của tôi lẽ ra là tôi được hưởng. Vì trước đây là nhà tôi bao nhiêu cây cờ tràm, các anh bỏ đi, các anh phá đi, các anh san lấp để các anh xây dựng. Cái thứ ba, ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của tôi về tranh chấp đất. Có thể thấy, đây là một dự án phân lô bán nền, thu hồi và bồi thường đất của người dân với giá rẻ mạt và bán ra với giá gấp vài chục lần. Một mảnh đất tôi 5.002 là liền thổ, thì anh cắt ra làm đôi. Một loại có 1.5 triệu, một loại 2.5 triệu. Tôi nói khoảng 2 triệu mét vuông thôi. Trong lúc công ty 99 núi bây giờ đang bán ra từ 80 triệu đến 100 triệu một mét, gấp bao nhiêu chục lần. Và nếu mua một cái villa bây giờ liền kề là có hơn 100 mét vuông, 200 mét vuông, nhưng mà khoảng 20 tỷ, 18 đến 20 tỷ. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ kết luận về các sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai tại Kiên Giang giai đoạn 2011-2017. Trong đó, chủ đầu tư các dự án, các tổ chức sai phạm về tài chính liên quan tới đất đai và bảo vệ môi trường, tổng số tiền lên tới trên 741 tỷ đồng, chủ yếu là giao đất, ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định. Cũng theo kết luận trên, hàng chục cá nhân tập thể có liên quan tới các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Riêng huyện Phú Quốc có 16 cán bộ cấp phòng và xã, thị trấn của huyện bị kỷ luật. Là khi tôi kêu lên Trung ương là Trung ương chỉ đạo rất rõ là đúng làm theo quy định của pháp luật. Thế nhưng thậm chí là chưa rõ mực thì là các ông chí chủ tịch thành phố Phú Quốc vẫn chỉ đạo xuống cưỡng chế và không thực hiện cái đó. Tôi phải khẳng định là các bác nhà mình
rất quyết liệt và rất ủng hộ cái đúng theo pháp luật cho người dân. Thế tôi phải khẳng định thế, vì tất cả các đơn thư của tôi lên là đều được xem xét rất nhanh. Thế tôi nói ví dụ như là đầu năm vừa rồi là ba cái đơn của tôi kêu cứu và tố cáo của tôi khẩn cấp ấy, là từ Trung ương rồi đến Công an rồi đến Chính phủ là đều đôn đốc. Mặc dù dịch bệnh này mà các bác ấy vẫn dành thời gian cho mình một cái đất tư nhân này thì tôi nghĩ là không phải là lớn trong cái xã hội mình. Thế phần cuối cùng tôi cũng xin kiến nghị với các đồng chí để giúp cho gia đình tôi. Tôi cũng kính mong được Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ cũng phải kiểm tra và xem xét các đồng chí ở Trung ương và Chính phủ và bộ ban ngành có liên quan vào làm cái sự vụ của tôi là đã công tâm chưa. Vì một số những ý kiến tôi trình bày với Thanh tra Chính phủ, rồi Ủy ban Kiểm tra Đảng Trung ương, rồi Ủy ban Kiểm tra Đảng tỉnh Kiên Giang là cơ bản là không được vào cái báo cáo với Thủ tướng, với Chính phủ. Và cũng rất mong là để được tôi được nhanh chóng để ổn định về cuộc sống, đỡ ảnh hưởng đến ngoại mặt như tôi đã nói. Những ngột ngang, bất cập cũng như chậm thi hành các quyết định trong sự việc trên của chính quyền huyện Phú Quốc đã gây ra bức xúc một thời gian dài và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả gần xa trong các bản tin sau.